Hello các bạn. Chào bằng các bạn đã quay trở lại với Silverback Tarot. Mình là Linh, Tarot Reader. Hôm nay mình quay trở lại với chủ đề dự đoán câu chuyện tình tiếp theo của bạn sẽ như nào. Câu chuyện tình yêu tiếp theo của các bạn sẽ như nào nhá. Ok, hôm nay mình đã lại trải sẵn các lá bài ra rồi. Mình chưa xem bài đâu nhá. Vẫn mới chỉ trải ra để đấy thôi. Bây giờ có tụ 1 này, tụ 2 này, tụ 3. Các bạn hít một hơi thật sâu rồi chọn cái tụ mà các bạn cảm thấy như là bị thu hút nhất. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Ok. Chọn chưa? Bây giờ mình sẽ bắt đầu với tụ số 1. Tụ này nhá. Ok, bây giờ là tụ số 1 nhá. Mình sẽ trải ra mấy cái tarot trước. À, chuyện tình yêu tiếp theo của bạn. Tụ số 1 sẽ như nào? Bạn có lá 9 xu. Bạn có lá 8 kiếm. Bạn có lá kỵ sĩ gậy. Các bạn có lá hai kiếm. Rồi. Là Oracle đấy, các bạn có lá short term. Các bạn có lá family. Lá tiếp theo là keeping up immense efforts affairs. Dưới đây rồi, bạn có là người chiến thắng. Và các bạn có lá TM. Rồi, còn một lá cuối cùng, cái lá Leloman này dự đoán The Lady. The Ok, mình sẽ bắt đầu trải bài các bạn tụ số 1. Câu chuyện tình yêu tiếp theo của các bạn tụ số 1 sẽ như thế nào? Như thế nào à? Chín xu rồi. Ok. Người ấy ấy sẽ là người theo đuổi bạn. Người yêu tiếp theo của bạn ấy là một người rất dịu dàng và nhẹ nhàng. Nhưng ở đây là có lá short term, có nghĩa là, nhưng mà đáng tiếc là cái dự đoán kiểu như là cái chuyện tình này có vẻ như nó sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian không quá dài. Lý do cũng có thể là từ gia đình người đấy hoặc là từ gia đình của bạn mà cái chuyện tình nó không được kéo dài lắm nhá. Với bạn, lúc mà kiểu bạn gặp người lấy thì bạn hoàn toàn đang độc thân luôn. Người lấy theo đuổi. Nhưng mà các bạn ấy trong trạng thái là
Không biết là có nên nhận lời người này không, vì trong người lại có vẻ không được an toàn cho lắm, trông hơi dân chơi, hoặc là người này tán gái giỏi quá, về cảm tán gái giỏi quá ấy. Người này cũng mất rất nhiều kiểu nỗ lực để tán đổ được bạn ấy, thì mất nhiều nỗ lực để tán đổ được bạn. Nhưng mà khi mà chiến thắng rồi, khi mà chiến thắng rồi thì lại kết thúc do có sự chen chân của một người khác, như một người phụ nữ khác. Không biết là do là người ấy thích người khác, hay là ấy, chẳng hạn như mẹ bạn không thích người ấy chẳng hạn, hoặc là mẹ người ta không thích người ấy. Nói chung là cái một người phụ nữ ở trong cuộc sống của người ta, làm cái cuộc tình của các bạn này, ngắn hạn của các bạn chấm dứt này, trong cái sự ngắn thời gian thôi. Khi gặp người này là bạn rất chi là tỏa sáng, tự tin, độc lập, tự do, hạnh phúc. À, đúng rồi, đúng là tầm kiểu như thế. Nhưng mà lên bạn cũng khá chi là kiểu nghi ngờ người này rồi, cũng không chắc chắn về người này lắm ấy. Nhưng người này, ui rồi, hình như là dân chơi thật rồi. Cái xì gậy cũng hay tượng trưng cho dân chơi, mà kiểu gì mà cũng tán đổ được bạn luôn. Người này cũng mất khá nhiều nỗ lực rồi, kiểu các thứ ấy, thời gian các thứ để tán đổ bạn. Nhưng mà yêu nhau rồi chỉ trong một thời gian ngắn thôi, vì có cái sự tác động của một người phụ nữ thứ ba nhá. Không nhất định là người đấy chính là kiểu người ta bò của người ta hay gì, hay là đấy, kiểu mối tình khác, yêu tình yêu, mà là nó có thể là từ gia đình, hoặc là từ bất kỳ người nào, người phụ nữ trong cuộc đời người ta nhá. Đấy, chiến thắng rồi, người lại chiến thắng rồi, tán đổ được bạn rồi, nhưng lại thời gian ngắn thì lại kết thúc. Mối tình tiếp theo của các bạn là một mối tình ngắn ngủi cho các bạn tuổi số 1 nha. Các bạn không cần phải phải gì nhỉ? Phải quá chi là đắn đo khi mà nghe trả bài này, là nếu mà kiểu có lên đồng ý tiến tới hay không ấy thì lên nhá. À không, không phải lên hay gì, mà bạn muốn như nào thì như thế. Ok, muốn tiến đến thì muốn, không muốn thì thôi. Tại vì mình nghĩ là cái chuyện gì xảy ra cũng có lý do của nó ấy, vũ trụ sắp xếp các thứ ấy. À rồi, bây giờ sẽ đến trả bài của các bạn thuộc số 2. Số 1 là trả bài của các bạn tuổi số 2 nha. Cảm ơn các bạn tuổi số 1 đã lắng nghe. Và nhớ like, share và subscribe kênh channel của mình nhé. Số 2. Ok, tụi số 2 của các bạn đây. Tụi số 2 đây. Mình sẽ lấy cái tarot trước nhá. Có lá 10 xu. Bạn có lá là Emperor. Bạn có lá đứa trẻ kiếm. Chín ly.
tiếng Anh còn là Trevor. Để gặp bạn gặp người này khi mà đang đi du lịch rồi đi đâu đó. New love. Hay tình yêu mới bạn ơi. Oh my gosh. Anh còn là you can go back to yesterday, be in the present. Bạn không thể quay lại ngày hôm qua hay ở trong hiện tại nha. Bạn còn là mất mát. Bạn còn là bỏ cuộc. Và là Loma là The G. Lá này từng lên trong một cái trải bài khác của mình đấy. Nhưng mà chả nhớ trả bài nào đâu. Ok. Các bạn, lúc gặp người này ấy, thì các bạn vẫn đang trong trạng thái độc thân. Rồi, độc thân nhá. Người này lúc đấy, bạn gặp người này qua du lịch, qua có thể các bạn đi du lịch nhé các bạn, là new love. Có thể là các bạn gặp người này trước rồi. Là sao mình thấy người này, cái người đàn ông trong đây là có vẻ là có gia đình rồi. Khi gặp các bạn ấy, trước lúc đấy thì có gia đình rồi, hoặc là kiểu sau khi gặp lại thì người ta kiểu kết thúc gì nhỉ? Người ta ly hôn với vợ hay gì đó, hay ly hôn với chồng hay gì đó kiểu. Thì mới gặp các bạn, nói chung người này một là đã từng có gia đình, hai là đang có gia đình và là lưu lớp của các bạn. Người này thì mình trong lá bài Leloma này nó dự đoán là các bạn sẽ có một tình yêu lâu dài rất với người này, một tình yêu lâu dài. Vì cái người này cũng đến từ kiếp trước của các bạn ấy. Mới đầu ấy có thể là như này. Nói là này, người đấy có thể là các bạn biết người ấy từ trước rồi. Nhưng mà ấy, lại phát hiện người này là có gia đình rồi các thứ ấy. Các bạn rất là muốn bỏ cuộc rồi, mất mát ấy. Nhưng mà gặp lại sau một khoảng thời gian hay gì đó thì người ta ấy không còn gia đình nữa, người ta độc thân rồi. Đấy. Thì các bạn mới bắt đầu kiểu new love, tình yêu bắt đầu chớm nở lại đấy. Là bạn cũng hoặc là người này rất hay là theo dõi trang cá nhân của nhau. You can go back to yesterday, be in the present. Đấy, kể cả các bạn cự tiếc nuối nào ấy, hoặc là chính bạn nghĩ người ấy có gia đình nhưng thật ra người ta không có, là như thế đấy, mang đến cái sự hiểu nhầm đáng tiếc này. Đáng tiếc đấy. Nhưng mà bạn không thể quay lại quá khứ, nên là cứ ở trong hiện tại nhá. Hai bạn sẽ có một tình yêu lâu dài với nhau. Ok, rất chi là ngọt ngào. Một tình yêu tích cực ấy. Tại vì cái lá bài cũng cho thể hiện là người này là người đến từ kiếp trước của các bạn ấy. Một cái người soulmate. Người ta hay gọi thế, soulmate. Đấy là đến từ kiếp trước nhá. Kiếp trước gặp nhau rồi, kiếp này lại gặp nhau tiếp này. Nhưng mà cái nghiệp quả ở đây nó khá là tích cực, nó không phải là cái nghiệp quả tiêu cực. Nghiệp ở đây nghiệp tích cực nha. Ok, bạn gặp nhau ở đây travel, hoặc là các bạn có thể rất chi thích là kiểu đi du lịch với nhau. Không phải gặp qua du lịch mà lại rất thích đi du lịch với nhau. Sau khi phát hiện ra người đấy, thật ra người đấy độc thân, người ta cũng chưa có người yêu, chưa có người yêu hay gì hết, hay có vợ gì hết. Bạn chắc là bạn nhìn trên mạng tưởng người ta có vợ con rồi đúng không? Đấy.
Hôm nay hiểu nhầm xong mất mát bỏ cuộc đây. Nhưng mà cuối cùng nó phát hiện ra ấy thì quá tuyệt vời, lại có lưu lớp đây, tình yêu gặp nhau xong rồi hai các bạn có vẻ như là hay hay đi du lịch với nhau này, đi du lịch với nhau rất nhiều này, với cả tình yêu này sẽ kéo rất dài, và người này cũng có thể sẽ trở thành chồng hoặc vợ tương lai với bạn, có một gia đình 10 xu ở đây, 10 xu ở đây nhé. Đấy, các bạn nào đang nghi ngờ kiểu gặp người nào mà nghĩ người ta có vợ hay có con rồi thì phải chứng thực thật sự xem nhé, người ta có vợ con thật không thì còn biết, không lại như các bạn trong đây làm lại mất mát này, xong lại muốn quay lại quá khứ, sao mình dãi nhỉ, thì lại kêu nhá, à lại lại tiếc nhá là không lên nhá. Đấy, đừng tưởng người ta nhìn ngoài thế mà tưởng người ta có vợ con rồi, phải điều tra thực luôn nhá. Lưu lớp phải đẹp cho lá, bài này rất đẹp, trải bài này rất đẹp, chỉ cái khúc đầu là các bạn hơi bị gì nhỉ? Hơi bị lag một tí, lag à, hơi bị lag một tí, hơi bị hiểu nhầm một tí, tưởng người ta có vợ có chồng rồi, hoặc là lúc đấy người ta có thật nhưng mà về sau ấy, nhưng mà các bạn không biết rằng ấy thật ra nó đã kết thúc từ lâu rồi ấy. Bạn nghĩ là người ta vẫn còn có vợ có chồng nhưng thật ra người ta kết thúc rồi. Nói chung là gặp người này ấy, bạn nghĩ người ta có vợ có chồng rồi nhưng thật ra người ta không, người ta không nhá. Ok, và người này có thể trở thành chồng hoặc vợ tương lai của các bạn, có một gia đình 10 xu này, một mối quan hệ rất lâu dài luôn. Ôi, tình yêu tiếp theo có vẻ như là các bạn tụ số 2 kết hôn với người này luôn ấy. Ok, đây không phải tình yêu tiếp theo mà đây là chồng, bao giờ bạn cưới thì đúng hơn. Người tiếp theo các bạn cưới người đấy nhá. Ok, cảm ơn các bạn tụ số 2 đã lắng nghe này. Bạn nhớ like, share, subscribe kênh channel của mình nhé. Bây giờ mình sẽ đến với tụ số 3. Thủ số 3 đây. Số 3 mình sẽ lấy tarot ra trước nha. Anh có lá chết. Chết. Bạn có lá Nữ Hoàng Su. Các bạn có lá The Hanged Man. Hanged Man. Oh man. Pro Temperance. Hai hoa. Bạn có lá Ghost ship, ghost ship. Ok. Bạn có lá Macho man. Macho man. Người đàn ông trưởng thành ha. Tóc trắng có vẻ người này lớn tuổi hơn bạn ấy. Bạn hoặc là người này kiểu từng có gia đình hay gì đó mà khiến người ta rất chi là bàn tán về cặp đôi của các bạn. Các bạn có lá The right way, learning to create what you desire. Ok, nhưng mà đừng để ý mấy cái đấy, gì bạn muốn là gì làm nhé. Ích kỷ và tiếp tục bước tiếp. Các bạn còn lá loman, lê loman đây đây. Xem nào. The gentleman. Oh my god. Ok. Bạn sẽ gặp người này sau khi mà bạn kết thúc một mối quan hệ nào đó với một người khác nhá. Với một người khác nhá. Là bạn nữ này. Bạn kết thúc với quan hệ với người yêu, một mối quan hệ gì đó kết thúc. Bạn đã kết thúc với
quan hệ với người yêu cũ hoặc là chồng cũ chẳng hạn. Ok. Và đấy, mối tình tiếp theo của bạn chính là một người đàn ông, mối quan hệ với một người đàn ông rất quan trọng đấy. Ok, bạn bị nói rất nhiều, nói sau lưng rất nhiều. Bạn bị nói đằng sau lưng rất nhiều. Bạn kết thúc ở trong mối quan hệ đấy vì bạn đã nhận ra, bạn kiểu như là ở trong tình trạng khai sáng ra là ồ, thật ra ấy, mối quan hệ này tiếp tục là điều không nên. Ồ, mình thật ra đây không phải tình yêu đích thực. Ồ, thật ra đây không phải là thứ mình muốn. Các bạn đã nhận ra nhá, kiểu khai sáng ra đây. Và các bạn bắt đầu kiểu kết thúc ấy. Các bạn có dành cho mình một khoảng thời gian rất tốt này, chữa lành rồi lại chữa lành này. Bạn là một người rất giỏi và tự lập về tài chính này. Nhưng mà cái lá bài ở đây, mọi người xung quanh sẽ nói bạn ồ, thật là ích kỷ, thật là ích kỷ. Rồi khi mà bạn kiểu kết thúc mối quan hệ với người cũ ấy, rồi tiếp tục bước tiếp. Nhưng mà mình không nghĩ là kể cả bạn không có nghĩ tình yêu cho người ta mà bạn cứ ở lại làm gì. Thật sự là nên nói rõ ràng, bạn không kiểu đâm sau lưng người ta hay gì là ok. Đấy, điều đương nhiên bạn nói rõ ràng rồi, không ở được với nhau ấy, thì chúng ta lên cho nhau con đường riêng để tìm hạnh phúc của mỗi người chứ. Cứ bám lấy nhau, phải cứ cưới nhau là kết thúc, hay là yêu nhau là kiểu kết thúc ngay chỗ đấy đâu. Là kiểu cuộc đời bạn chỉ dừng ngay lại chỗ đấy, stop ngay lại đấy. Đây là bài The Right Way, Learning to create what you desire. Hãy học cách để mà tạo ra những gì mà bạn đang muốn, đang mong muốn nhá. Ok, bạn mong muốn điều gì là bạn học cách tạo ra nhá, mà cái con đường đúng đắn cho bạn, chứ không phải ai nói gì, cô này nói hay anh này nói gì. Người này sẽ là một người đàn ông gì trưởng thành ở trong trí óc nhá. Mình cảm thấy như là không phải người ta tóc bạc rồi già này đâu, nhưng mà ý là người ta trưởng thành ấy, trong cái lão người ta trưởng thành ấy. Chứ không phải à, cái tâm hồn người ta trưởng thành, chứ không phải người ta vẻ ngoài người ta già này đâu nhá. Người tiếp theo ấy, bạn chữa lành, bạn vừa kết thúc một mối quan hệ là bạn chữa lành. Trong khoảng thời gian chữa lành thì bạn gặp người này, người cái câu chuyện người tiếp theo đấy. Người này là một người rất kìa quan trọng trong cuộc đời của bạn. Người ta mang lại rất nhiều bài học, một người mà vũ trụ sắp xếp cho bạn. Bạn bị bàn tán rất nhiều đằng sau lưng này, bạn bị bảo là ích kỷ này. Rồi nhưng bạn không quan tâm, mình thấy các bạn không quan tâm, bạn cứ bước tiếp thôi. Đấy thì đủ đương nhiên, cứ nghe người khác nói chết wow. Thủ số 3 đây, một tình yêu với một người đàn ông quan trọng của cuộc đời các bạn đây, một người mà vũ trụ sắp xếp cho các bạn. Một người rất chi là quan trọng, người này rất chi quan trọng, người này có thể đến là dạy cho các bạn rất nhiều bài học, hoặc là đến mang cho bạn một cái điều gì đó rất chi là ý nghĩa. Bạn gặp người này sau khi đã kết thúc một mối quan hệ, một mối cái gì đấy, mối quan hệ hoặc kết thúc một cái gì đấy nhá. Ở đây cũng có lá lưu hoàng su, thì bạn kiểu như là đã tự lo và tài chính cho mình, tự gì nhỉ, rất chi là chắc chắn rồi, ổn định này. Bạn lúc đấy chắc là cũng có thể nói là bạn cũng kiểu chẳng hạn như là tầm ít nhất là bạn từ 28 trở lên, 28 trở lên nhá, ít chắc là phải 30 trở lên, tầm 30 trở lên, tầm 30 trở lên này. Đấy, gặp người này, một người đàn ông kỳ đặc biệt trong cuộc đời các bạn. Bạn mới đầu bạn cũng bị nói nhiều đằng sau với cái mối quan hệ này, rồi khi mà sau khi bạn kết thúc mối quan hệ kia rồi bạn gặp người này ấy, thì bạn cũng bị nói đằng sau nhiều, bàn tán nhiều. Nhưng mà gì nhỉ, ý là điều chịu thôi, kiểu mình chịu thôi. Mình người ta kiểu miệng của người khác mà bạn không thể nào kiểm soát được. Bạn nên tập trung vào cái mục tiêu của mình, tập trung vào cái con đường mình đang hướng tới, rồi cái sự hạnh phúc của chính bạn thôi.
Nên là cái bàn tán này có thể là cũng sẽ ảnh hưởng đến bạn ấy, tại vì chẳng hạn bạn mình cảm thấy mặc dù ấy, thỉnh thoảng mình hay nói mình rất chi là không quan tâm đến những lời bàn tán ấy các thứ ấy, nhưng mà nó ít hay nhiều nó vẫn ảnh hưởng đến mình. Nhưng mà mình vẫn đang học cách mà kiểu để không bị ảnh hưởng ấy bởi cái những lời bàn tán ấy nữa. Bạn cũng như thế, bạn kiểu gì cũng mặc dù ít hay nhiều thì bạn vẫn bị ảnh hưởng một chút, kiểu khiến cho bạn chẳng hạn là ảnh một chút là nó khiến cho bạn cảm giác không được vui một chút chẳng hạn như thế, chứ nó cũng không ảnh hưởng nhiều đâu, không được vui một chút rồi. Nhưng mà đấy kiểu như cũng như bài học của mình, bài học của mỗi chúng ta mà phải trải qua đấy chính là kiểu không bị ảnh hưởng bởi bên ngoài quá nhiều mà hãy lắng nghe tiếng nói bên trong, cái nội tâm bên trong của mình. Rồi cứ tiếp tục bước tiếp thôi. Mặc dù bị nói là ích kỷ, bạn ấy là một người bị cực kỳ bàn tán nhiều trong mối quan hệ này, không phải người kia mà chính là bạn. Thường thôi. Ok. Thế là cách trả bài của các bạn tụ số 3 nhá. Cảm ơn các bạn tụ số 3 đã lắng nghe. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh channel của mình. Bye bye các bạn.